chắc lái đứng yên đi. Đang ở bãi biển Ocean Flat, hướng ra bãi biển SF2. Đây là bãi biển SF2, chạy qua làng đúng chiều á. Đang ở Abit Kochi Club. Ôi, đang ở hướng về vành đai. Đang ở hướng về vành đai 1. Đang ở cây cầu vành đai 1 á. Đang ở cây cầu vành đai 1, đang ở giữa cầu, hướng ra cầu nè. Tiếp tục tâm hẳn đi hướng về vành đai 2. Đang ở vành đai 2 nè. Đang ở hầm vành đai 2, nó thượng tiến vô hầm trái. Đang ở vành đai 2, nó trong hầm. Hướng về vành đai 3. Còn con chợ máy sách không, đang ở vòng vành đai 3, đang ở hầm bên trái. Hướng ra đang ở cây cầu vượt nhỏ. Đang ở cầu vượt vành đai 3. Hướng về vành đai 4, hướng về vành đai 4. Không về vành đai 4, lượt bảy lượt quay ngược lại, tiến vô thành phố Angovina. Đang ở dưới chân cây cầu vượt Weston. Cầu vượt nhỏ. Bỏ cho chạy, bỏ cho chạy đi. Đây 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 đây. Thôi. Nó xuống máy đi, xuống máy. Vô, em vô, em vô. Em vô luôn. Xuống máy. Ai ngồi sau xe? Tôi xuống cây ơi, xuống cây ơi. Xuống máy. Từ từ. Từ nha, từ bắn người, bắn người. Mày quá. Nó báo cáo em bắn đối tượng đang ở dưới ngã tư Paradiso. Đang hướng xuống bay sai. Từ không xuống xuống bay, cầu đó bay sai, đối tượng về phải. Từ thôi. Xe ở Juniper Hollow. Thằng này biết lái. Đang tiến vô là nó chết đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Xe đầu xin biết của cho nó xin chơi đâu. Ơi. Bình tĩnh, khi cô bình tĩnh, khi cô bình tĩnh thôi. Tao chưa chọn cho tao đi với bay, vui với bay. Có xe nào chưa chọn. Đối tượng về phải. Em nè. Đối tượng tiếp tục về phải chạy thẳng lên Via Rotao. Đây ở ngã tư của Via Rotao, đối tượng tiếp tục về phải. Muốn về nhà, đối tượng tiếp tục về phải theo trong á. Đối tượng đang chạy thẳng về banh, đối tượng hướng về banh, quẹo trái, chạy lên chỗ bánh xe ở La Villa. Nó đợi tiêu nó tới á. Bánh xe Villa đối tượng quẹo phải. Tôi thì má đi rồi. Bay qua kia nha. Như đang thấy nhiều bài da đó. Ôi trời ơi, nó gớt rồi, nó lật xe rồi. Chắc được xe nó mình này mình này. Xe rồi, xe cái nóc luôn á. Nó xuống xe kìa, cái nóc nha. Ngon ngon. Từ có tiếp tục chưa đã. Nó cái nóc nha, cái nóc. Chậm. Từ kia. Gì đấy? Ô là xe. Rồi, đối tượng đang ở là hướng bên hông cái cầu, đang hướng lên tòa nhà cao nhất. Đối tượng đi thẳng lên hướng Via Đào Tàu, đang ở con dốc lên Via Đào Tàu. Đối tượng đang ở ngay cái ngã tư Via Đào Tàu. Đối tượng tiếp tục chạy thẳng hướng về nhà thờ, đang vẫn chạy thẳng hướng nhà thờ, đang ở ngã tư ngay nhà thờ. Đối tượng sử dụng micro chạy giữa xe ra, đối tượng xanh này chạy đối tượng xanh, đối tượng mình lại xuống rồi cái này đối tượng phải tiến ngay taxi đây cũng phải taxi Pinnacle á, quẹo trái nó vòng ngược lại Pinnacle, đang ở Pinnacle đâm thẳng về cái dốc sửa xe, cái dốc sửa xe cũ nha. Ba chị ạ, ba chị nó sụp lên qua đầu đầu thôi. Lần xuống bị bắt. Anh nằm rồi. Không yêu cầu hỗ trợ thêm. Sao nó nhảy đường sau rồi? Cho hai người xuống cửa sau đi. Cho hai người ơi. Ấy da chạy ra. Nổ xe. Rồi. Hay. Anh bớt. Mẹ hiền đây nha. Ấy chết tao. Anh bớt.